Em mới mai về thà đó nó ngoài, ông ngoại nó Sài Gòn, anh mua cho ngoại. Thà đó nó có gì chứ nghèo. Nằm nghe bà kể chuyện đời xưa. Hai mẹ con nằm nghe bà kể chuyện đời xưa. Nãy giờ nói con mới sáng đầu. Thì nhận được. Nói là để sấy đồ mà để xong rồi. Mẹ con nói con đã để sấy đồ rồi nghe. Nghe mà coi chừng con sấy lộn theo không? Sấy. Nãy giờ lâu rồi anh đi. Nãy em còn ăn tô bún nãy giờ lâu lắm rồi. Nhìn nó được rồi. Nằm ở trên mình mẹ nó ngủ mà nó nằm chim bao nữa nè, nằm chim bao nè, biết nó thấy gì nè, nó thấy gì mà ta chừng lại bảy vậy đó, nó thì chớp. Mắt phải chớp lẹ lẹ. Mà bây giờ nó trầm lặng. Nằm chim bao á con. Nằm chim bao hả? Thấy chạy hả? Hả? Chết cũng có lý do. Thấy chạy hả? Gì mà tại chuyện lẫy quẩy vậy hả con? Cái bà ngoại đi làm mắm. 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 Cái gì cái bà ngoại làm mắm. Không có được hát mày đó. Cái mẹ không hát luôn. Cái thân luôn vậy đó. Mà sao tới đi thầy dạy, đi học sư phạm. Cái đi dạy chứ đi dạy cú. Nằm mà trong lòng ta của mami vậy đó cả nhà. Như chật vậy. Ngủ đi con, ngủ đi, ngủ đi. Ngủ đi con. Bà đó nè, bà mở cửa. À, nghe giọng bà không? À, bà bé gì đó. Mình nói mà chuyện qua mình để thì tới chiều không không biết bạn lại nha. Cái này em lên mà. Ê bà chị bà giết mình á. Ngủ đi con. Em như là thói đi lên nhà rồi. Bây giờ ngủ hoài không muốn thức kìa đó. Ngủ trong lòng ta của mami là ngủ hoài vậy đó. Giật mình á, không giật mình á, không giật mình. Giật mình á, không giật mình á, ôi giật mình, ôi giật mình, ôi giật mình, ôi đi đâu con, đi đâu, ôi đi ăn nha, ôi. Đi con, nhảy lên đi. Nhảy lên ghế salon ngủ đi con, nhảy lên.
Nè mở đi con. Ừ, ship đi đi. Xin ơn. Ngủ đi ra. Sleepy. Cưng không? Có ai cưng con không? Ngủ rồi đó. Thế sao? Thế nào? Ít không? Ít. Cục cưng. Tắm không? Tắm không con? Hay ngủ đi, mấy mày không có ghẹo. Làm gì vậy, trúng thuốc mê vậy hả? Ngủ không muốn thức hả?